Chiều ngày 30 tháng 5, tại Trung tâm Thương mại Hà Nội Moscow Incentra, Liên bang Nga, các cựu chiến binh Việt Nam đã từng sinh sống, học tập và làm việc tại đây đã tổ chức buổi gặp mặt đồng đội. Tới dự buổi gặp mặt đồng đội, có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, các tùy viên quân sự Bộ Quốc phòng, học viên quân sự, đại diện các đoàn thể, ban ngành, cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo cựu chiến binh. Những người lính đã trải qua nhiều thời kỳ kháng chiến, vui mừng gặp lại nhau trên xứ sở Bạch Dương, nơi bao nhiêu năm qua họ đã sống, học tập và làm việc. Các cựu chiến binh đã ôn lại quá khứ hào hùng và oanh liệt của dân tộc. Trong buổi gặp mặt này, các cựu chiến binh đã đề xuất thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga trong thời gian sớm nhất. Hầu hết các cựu chiến binh đều là người cao tuổi, có nhiều kiến thức, kinh nghiệm, vốn sống. Do vậy, những đóng góp của họ về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là rất cần thiết.